Cặp đồng hồ treo tường cổ đều sử dụng bản nhạc Ave Maria. Đồng hồ cổ Tân Tấn xin mời các bác anh chị em cùng thưởng lãm một cặp đôi hai chiếc đồng hồ treo tường cổ đến từ thương hiệu của Pháp, bao gồm chiếc đồng hồ nằm phía bên tay phải đến từ thương hiệu Zura, thiết kế theo kiểu dạng thùng bè với mặt số nổi vàng, và bên trái là chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Verdet, cũng là chiếc đồng hồ có mặt số nổi và theo dáng kiểu thùng chữ nhật. Hai chiếc đồng hồ này đều đang có tại đồng hồ cổ Tạ Tấn, địa chỉ số 5 Nguyễn Thủy Trâm. Xin được kính mời các bác ghé thăm và giao lưu. Sau đây thì xin mời các bác cùng thỉnh chuông hai chiếc đồng hồ treo tường cổ này. Chiếc đến từ thương hiệu Zura thì có thiết kế dạng thùng bè với hai chùm nho hai bên và có tay nắm cửa nằm ở phía trước này. Tất cả các chi tiết của chiếc đồng hồ này thì đều còn nguyên bản 100%. Từ thân vỏ đến máy đều là còn nguyên bản và đẹp. Cỗ máy thì có 10 gông 11 búa và chơi hai bản nhạc. Chuông chậm rãi và chuông giờ thì nghe rất là trầm ấm. Và chiếc đồng hồ treo tường đến từ thương hiệu Zura này thì có mã số là 3122. Kích thước của nó chiều cao là 55 và bề rộng là 47 cm. Còn chiếc đồng hồ treo tường Verdet này cũng có cỗ máy là 10 gông 10 búa và có thể chơi được hai bản nhạc là bài Ave Maria và bài Westminster. Chiếc đồng hồ treo tường Verdet thì có mã số là 3156 và có kích thước chiều cao là 69 cm. Cả hai chiếc này hiện đang có tại đồng hồ cổ Tạ Tấn, và đối với chiếc treo tường thùng bè từ thương hiệu Zura thì có giá là 12 triệu, còn là chiếc đồng hồ treo tường Verdet thì giá cao hơn một chút. Các bác quan tâm có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Đối với chiếc đồng hồ treo tường Verdet thì nó thuộc dạng là rất là ít có, rất là hiếm, bởi vì có cái kiểu dáng thùng dài chữ nhật với mặt số nổi cực kỳ là đẹp. Xin được cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của đồng hồ cổ Tạ Tấn.